Xin chào buổi trưa cả nhà. Hôm nay mình sẽ đắp mặt nha. Các bạn có nghe thấy ồn không? Tại mình bật cái quạt cho nó ấy các. Thì hôm nay mình sẽ đắp mặt là gì? Đây là hỗn hợp làm nghệ với đây là bột nghệ mình mua trên mạng á, nghệ và sữa tươi không đường. Hồi nãy thì mình đã tắm rồi. Cái này là tẩy tế bào chết vậy đó. Còn bây giờ mình lấy cái này để mình sức lên mặt của mình luôn. Rồi mình sẽ nghỉ trưa, rồi mình sẽ ngủ trưa. Hiện tại thì móng tay vàng hết rồi, thấy không? Nhìn là biết mới tắm nghệ xong. Thì hiện tại bởi vì cái chén này chỉ một mình dùng thôi, cho nên là mình sẽ dùng ngón tay luôn nha. Mình không có kinh nghiệm làm đẹp gì cả, cho nên mình thấy thuận chỗ nào thì mình đắp chỗ đó trước thôi, chứ mình cũng không có nguyên tắc gì hết. Mùi nghệ thơm quá à. Đắp này đẹp liền không ta? Chứ từ nào bây giờ nhân gian nói là nhân gian gì? Ông bà mình luôn. Là nghệ là thuốc thần kỳ. Thuốc thần kỳ. Nào sức xong cho đẹp hú hồn không trời. Cả nhà có ai rảnh thì lấy mua bột nghệ về với sữa tươi không đường về trộn lên nha, cho nó sạch sệt nha. Nó sạch sệt nè, nó hơi sạch sệt. Nếu mà tắm á thì mình làm sệt hơn. Mình cũng không biết là thường là các bạn tắm như thế nào, nhưng mà đối với mình á là như vậy hoặc là sệt hơn một chút xíu nữa thôi thì tắm nó sẽ rất là dễ, bởi vì mình cũng cần phải có nước để mình tẩy. Mình chà lên mặt nữa. Không biết sao chứ tôi thấy là tôi sắp đẹp rồi đó. Thấy chưa? Tôi mới chết có một nửa mà mặt này đẹp, mặt bên này xấu rồi, thấy không? Các bạn ơi, tuyệt đối cái phần mắt chỗ này là mình không có đắp gì nha. Tuyệt đối nha. Bởi vì theo mình tìm hiểu thì cái chỗ đó nó rất là mềm và nhạy cảm. Cho nên là mình có rửa mặt hoặc là massage gì á thì mình cũng phải làm rất là nhẹ nhàng và theo chiều, chứ nếu không á thì cái cơ mặt của mình sẽ bị xệ xuống. Hiện nay mình thấy cũng có bán nhiều cái máy massage, tức là sao, người ta massage theo hình tròn, người ta massage theo cái vòng tròn là nó đưa khắp cái khuôn mặt luôn. Thì cái kiểu massage đó nó sẽ không có tác động quá mạnh lên da để làm cho cơ mình giãn ra, nhưng mà vẫn có tác dụng là lấy tế bào chết ha, đánh bong lên cái tế bào chết và giống như mình massage luôn vậy đó. Mình ghét mùi nghệ đó mà sao bữa nay nghe mùi nghệ thơm. Chắc là bỏ chung với sữa tươi á, nghe mùi nó cũng dễ chịu. Theo mình được biết thì mình đắp nghệ với sữa tươi thì ngoài cái công dụng mềm thì tất nhiên là có hỗ trợ làm trắng da nữa. Trước khi mình đi ngủ thì mình muốn massage sơ sơ vậy nè. Cái nghệ này hồi đó mình mua trên mạng á, lâu rồi mình cũng không nhớ. Mà cái nghệ này là người ta mua để người ta uống á, pha uống á, nhưng mà mình thì không uống nghệ được, nên là mình chỉ muốn là tẩy tế bào chết và đắp mặt nạ như vậy thôi. Còn không á các bạn áp dụng giống như mẹ mình á, là mua đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh về ra về, không cần rang lên nha, các bạn mua trong siêu thị về xay. Đừng xay nhuyễn. Bạn xay bấm máy một hai lần mà bạn thấy nó trước khi mịn là được, xong lấy ra rồi vậy thôi. Xong rồi trộn với sữa tươi, tức là mỗi lần mình làm mình lấy múc một muỗng hoặc là hai muỗng hoặc là ba muỗng tùy theo cái diện tích mà mình dùng. Xong rồi mình trộn sữa tươi vô cho nó sệt sệt giống vậy nè, xong rồi chét lên người lên mặt
để mình tắm. Thì cái đó là vừa làm mịn da là vì có sữa tươi, và thứ hai nữa là cái đậu á, các bạn xay ra thì nó chưa có nhuyễn á, nên mình khi mình chà lên á, nó sẽ là giống như là tẩy tế bào chết luôn. À, rồi đẹp rồi. Chưa gì tôi thấy tôi đẹp hơn mọi người rồi đó. Rồi, đơn giản dễ làm mà đẹp nữa. Mình không biết có đẹp hay không nhưng mà mình tin là sẽ đẹp, bởi vì nghệ là nghệ. À, những kiến thức này là rất là đơn giản và rẻ tiền nữa. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nha. Trời ơi, cái con chó nhà kế bên nó sủa hoài luôn á trời. Bye bye, đắp mặt nạ cho đẹp nha.